Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Sông Lô. Tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và một số nội dung quan trọng khác. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, và kế hoạch đầu tư công năm 2024. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2024 đến năm 2026. Một số đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phân công, phân nhiệm cán bộ đôn đốc chỉ đạo đối với các dự án đầu tư công, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đầu tư công, tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành, huyện, thành phố trong việc chuẩn bị đầu tư dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá các yếu tố tác động đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để xây dựng chỉ số tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình thực tế, có các giải pháp quyết liệt để thu hồi nợ đọng thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Kết luận nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn trong từng ngành, lĩnh vực và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cấp bách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, nhất là đối với dự án trọng điểm, các khu công nghiệp, các dự án liên vùng, các công trình kết cấu hạ tầng đô thị, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề nước thải, rác thải, nước sạch nông thôn, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chỉ đạo ngành thuế đồn đốc, truy thu đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế và quản lý chặt chẽ nguồn thu, xây dựng lại cơ cấu nguồn thu hợp lý, tập trung tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa dự án trung tâm logistics ICD đi vào hoạt động, khẩn trương xây dựng đề án thành lập cục hải quan Vĩnh Phúc. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả đối với lĩnh vực đầu tư công, xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để có các giải pháp căn cơ, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đầu tư công. Các sở ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu đề xuất với tỉnh các giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư công. Cho ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ các nội dung cho kỳ họp, đặc biệt là các nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của tỉnh. Cũng tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Sông Lô đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Sông Lô sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,
đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban sở ngành đoàn thể, lãnh đạo huyện Sông Lô. Thông tin tới cử tri huyện Sông Lô kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến vào 10 dự án luật, lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, giám sát tối cao chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đồng thời xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Ông Nguyễn Văn Mạnh cũng thông tin tới cử tri một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2023. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, một số kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Cử tri huyện Sông Lô phát biểu đánh giá cao thành công kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đồng thời bày tỏ phấn khởi trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Cử tri xã Yên Thạch đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cứng hóa công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng để quản lý, vận hành và sử dụng nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nhà của người dân trên đất lâm nghiệp, đất rừng. Cử tri xã Nhân Đạo đề nghị đầu tư xây dựng luồng tiêu trên địa bàn để giải quyết tình trạng ngập úng sản xuất nông nghiệp của 4 xã Hải Lựu, Nhất Đạo, Đô Nhân và Phương Khoan. Cử tri thị trấn Tam Sơn đề nghị tháo gỡ khó khăn cho nhân dân được sử dụng nước sạch. Cử tri xã Bạch Liêu đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê tả sông Lô, chỉ đạo chủ đầu tư quyết toán dự án và bàn giao mốc giới dự án. Cử tri xã Phương Khoan đề nghị có phương án giải tỏa cọc hạn chế phương tiện giao thông trên đê tả sông Lô để nhân dân đi lại thuận tiện, tránh tai nạn giao thông. Cử tri xã Nhạo Sơn đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh có nghị quyết chuyên đề về chế độ, chính sách riêng đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 29 của Chính phủ. Cử tri xã Như Thụy đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ, cải thiện nhà ở, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách, người có công. Cử tri xã Đức Bắc đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tối đa cho bộ đội xuất ngũ. Những ý kiến kiến nghị của cử tri được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan và huyện Sông Lô tiếp thu trả lời cử tri tại hội nghị. Tiếp thu toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Sông Lô, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan và huyện Sông Lô giải quyết theo chức năng, thẩm quyền, nhất là tháo gỡ những vướng mắc để nhân dân được sử dụng nước sạch, đầu tư luồng tiêu, giải quyết ngập úng, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu tiếp tục triển khai dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đê tả sông Lô, phục vụ phát triển kinh tế xã hội 10 xã huyện Sông Lô. Trước mắt, huy động xã hội hóa để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách, người có công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm đến hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành và chuẩn bị được ban hành, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cử tri và nhân dân trong tỉnh nói chung, huyện Sông Lô nói riêng, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp. Hiện nay, huyện Vĩnh Tường cơ bản đạt các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng Vĩnh Tường là huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đến nay, toàn huyện có 6 trên 25 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có xã Ngũ Kiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. 27 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới thông minh. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu
đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn. Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường hơn 3.913 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 739 tỷ đồng huy động từ người dân và cộng đồng. Vĩnh Tường phấn đấu đến năm 2025 được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 25 trên 25 xã của huyện duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của giai đoạn 2021-2025. Có ít nhất 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 55 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn thông minh. Từ những cái rà soát, những cái kết quả mà đã được cũng như là những cái tiêu chí chỉ tiêu còn thiếu và những còn gặp phải khó khăn thì chúng tôi đã tham mưu để đưa ra những cái giải pháp chỉ đạo quyết liệt. Ví dụ những cái tiêu chí về môi trường, tiêu chí về cái chất lượng sống, tiêu chí về cái sử dụng nước sạch, tiêu chí về cây xanh, cảnh quan và vườn hộ. Thế thì nó sẽ đạt được những cái tiêu chí về đích. Để đạt được những mục tiêu đề ra, huyện Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm kết thúc tháng 11 của năm trước, thu thuế xuất nhập khẩu của Vĩnh Phúc đã vượt kế hoạch năm, thì đến năm nay, xuất nhập khẩu của tỉnh đang phải đối mặt với một khó khăn lớn khi số thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 4.600 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch giao. Đây là bài toán lớn cho ngành hải quan Vĩnh Phúc cần có những giải pháp hiệu quả để đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ khó và vượt khó trong giai đoạn này. Trước thực trạng trên, vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đã trực tiếp làm việc với Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn về vấn đề thuế xuất nhập khẩu, đồng thời động viên các doanh nghiệp nỗ lực cố gắng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã tập trung công tác nghiệp vụ, bố trí làm ngoài giờ ngày thứ Bảy để giải quyết kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp. Hiện nay các cái doanh nghiệp mà có cái hoạt động xuất khẩu thì chúng tôi cũng đã được nắm bắt và tạo thuận lợi tối đa. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp có cái hoạt động sản xuất xuất khẩu nông sản, lâm sản. Còn các cái hoạt sản phẩm như là công nghiệp như là xe máy hoặc giày dép, quần áo. Việc rà soát đẩy mạnh công tác hoàn thuế, miễn giảm thuế phần nào hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn và cung cấp tờ khai hải quan, giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa khi nhập khẩu vào một quốc gia khác về mặt thuế quan. Với một địa phương có lượng lớn doanh nghiệp FDI như Vĩnh Phúc, thì ảnh hưởng từ những tiêu cực chung của nền kinh tế là khó tránh khỏi. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2023 nói chung là giảm đi khá nhiều so với năm 2022, từ 10 đến 15%. Là do những cái nguyên nhân là một là những cái biến động tình hình thế giới giữa chiến tranh giữa Nga và Ukraine dẫn đến các nguồn hàng của các khu công nghiệp giảm sút nhiều. Thứ hai đó là vẫn còn những cái dư tồn của đại dịch Covid-19. Về phía công ty Yunsen ấy thì cũng rất là cố gắng là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để trong quá trình mà họ tái thiết sản xuất. Từ nay đến cuối năm, để thu thuế xuất nhập khẩu đạt được kết quả cao nhất, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, tập trung rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ các nguồn thu liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tiến hành các biện pháp thu, đòi nợ thuế theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu lấy chỉ số hài lòng của người dân là thước đo để đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, từ đầu năm đến nay, ngành Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng tiến độ quy định, giảm tỷ lệ hồ sơ chậm, muộn, nâng cao chất lượng phục vụ, độ hài lòng của người dân. Nếu như năm 2022,
Trung bình mỗi ngày, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tam Dương phải tiếp nhận trung bình một ngày 100 bộ hồ sơ, tỷ lệ chậm muộn luôn ở mức 65%, có khi lên đến 80%. Thì đến thời điểm này, mặc dù thị trường bất động sản có phần trầm lắng, nhưng lượng hồ sơ giao dịch tại văn phòng không hề thuyên giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ chậm muộn thủ tục hành chính của văn phòng luôn là 0%. Kết quả đó có được từ sự nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cơ cấu lại đội ngũ, sắp xếp lại vị trí, sốc lại tinh thần và nhiệt huyết của nhân viên. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và đồng chí Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai, thì Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Tam Dương ấy, là thực hiện 3 cái biện pháp chính. Thứ nhất ấy, là cái biện pháp chúng tôi là thực hiện là trực lãnh đạo, tức là lãnh đạo nào ở nhà thì sẽ tham gia giải quyết tất cả và phê duyệt tất cả cái kết quả do cán bộ thực hiện. Cái biện pháp thứ hai là về tổ chức cán bộ, là chúng tôi thực hiện đúng cái quyết định của Sở Tài nguyên Môi trường trong phân công các cán bộ để tạo điều kiện cho các cán bộ có thể phát huy tối đa cái khả năng của mình để cống hiến cho cơ quan. Không chỉ riêng Tam Dương, tính đến nay, tỷ lệ chậm muộn giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và các văn phòng chi nhánh cấp huyện luôn đạt dưới 3%. Để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức cá nhân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính ở tất cả các cấp để phát hiện, khắc phục kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện. Để giảm thiểu được cái tỷ lệ chậm muộn thì thứ nhất là chúng tôi đã áp dụng công nghệ thông tin. Trong cái thời đại chuyển đổi số, nếu không có công nghệ thông tin thì cũng rất là khó, và chúng tôi áp dụng một cách triệt để. Chúng tôi đưa vào những cái phần mềm xử lý công việc, xử lý giải quyết hồ sơ. Trên cái phần mềm này chúng tôi thể hiện được là đâu là đến từng cán bộ, là trong thời gian làm bao nhiêu. Chính vì thế cũng là cái cơ sở để người lãnh đạo người ta nắm được và người ta sẽ sát sao đôn đốc kịp thời đến từng cán bộ. Một trong những giải pháp quan trọng nhất đó là chi nhánh đã xây dựng cái quy chế, nội quy quy chế làm việc tại cơ quan, đồng thời gắn trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Một trong những giải pháp nữa đó là kiểm soát chặt chẽ cái chất lượng hồ sơ đầu vào, cũng như kiểm soát chặt chẽ cái quy trình thời gian giải quyết đối với mỗi cá nhân để đảm bảo rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Việc giảm tỷ lệ chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính đã giúp ngành Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để người dân và các tổ chức sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định. Với nhiều lợi thế về khí hậu, cảnh quan và điều kiện tự nhiên, Vĩnh Phúc được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng sẵn có để phát triển du lịch dịch vụ. Với mục tiêu mang đến trải nghiệm du lịch 4 mùa, Vĩnh Phúc đã dần dần đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, từng bước nâng cao thu nhập đời sống cho người dân, đồng thời góp phần quan trọng để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Dù không phải là mùa hè, cao điểm du lịch trong năm, nhưng thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo không lúc nào ngớt khách. Tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ học, nhóm bạn trẻ này đã ngược xe máy từ Hà Nội lên đây, chỉ để tận hưởng không khí mùa thu trên núi và thoải mái check-in, chụp ảnh. Cổng trời Tam Đảo đúng theo ý nghĩa của nó. Nó thực sự là nhìn được, thấy hết ở bên dưới. Đây là lần đầu tiên em đặt chân lên Tam Đảo và em thấy là trải nghiệm của em khá là thú vị. Với mong muốn tạo ra không gian gần gũi với thiên nhiên, du khách có thể săn mây, chụp ảnh. Chủ homestay này đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế mô hình nhà và quán cà phê trên cây. Với số lượng lên đến hơn 70 phòng, nhưng cứ đến cuối tuần là không còn chỗ trống. Thời điểm Tam Đảo mùa này thì đang là mùa mây, hơi nhiều sương. Tuy nhiên là không khí thì nó cũng là một cái đặc trưng riêng ở Tam Đảo, cũng giống như ở Đà Lạt hoặc giống Sapa. Cái lượng khách lên đây thì họ thay vì họ đi xa thì họ hay trải nghiệm gần, là họ lựa chọn Tam Đảo.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung tạo ra cái không gian, môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp và tổ chức cái lễ hội đường phố và các sự kiện âm nhạc, show, các live show âm nhạc. Đây cũng là một cái điểm mới mà Tam Đảo trong thời gian vừa qua cũng đã có nhiều những cái thay đổi để du khách đến với Tam Đảo nhiều hơn. Ngoài địa danh Tam Đảo, trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã phê duyệt quy hoạch 6 khu du lịch dịch vụ trọng điểm và triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch bằng nguồn ngân sách nhà nước. Theo định hướng và chủ trương đưa ra, với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm 4 mùa tại tất cả các thời điểm trong năm, Vĩnh Phúc chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch thể thao góp, kết hợp với du lịch hội họp. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng học thêm dạy thêm còn diễn ra trên địa bàn tỉnh, ngày 20 tháng 10 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản về việc tổ chức và quản lý dạy thêm học thêm trong các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024. Văn bản nêu rõ, các trường học không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi một ngày, không tổ chức dạy thêm học thêm văn hóa đối với học sinh tiểu học, nghiêm cấm ép buộc gia đình học sinh cho con em đi học thêm, học sinh học thêm dưới mọi hình thức. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Hợp Thịnh, huyện Tam Dương đã yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường ký cam kết không tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Nhà trường chỉ tổ chức dạy thêm, học thêm tại nhà trường cho học sinh theo đúng quy định. Học sinh khối lớp 6, 7, 8 học 3 buổi một tuần, khối lớp 9 học 4 buổi một tuần. Nội dung chương trình dạy thêm, học thêm tại trường tập trung củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh, không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa. Trong cái thời gian mà chúng tôi đã triển khai quán triệt các cái văn bản thì giáo viên nhà trường thực hiện khá tốt. Nếu như phát hiện ra cái tình trạng vẫn còn lén lút đâu đó của các thầy cô mà tổ chức dạy thêm học thêm ngoài nhà trường thì nhà trường chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo đúng trình tự văn bản quy định của các cấp và quy định của ngành của trường. Dạy thêm học thêm đã và đang diễn ra trên phạm vi cả nước, trong đó có Vĩnh Phúc. Nguyên nhân chính của vấn đề được người trong cuộc xác định là do áp lực học tập và thi cử. Khi các cuộc đua vào trường chuyên, lớp chọn, trường công lập và các trường đại học ngày càng khó khăn, việc cạnh tranh thứ bậc, thành tích của các nhà trường và ngành giáo dục và đào tạo tại các địa phương diễn ra gay gắt. Trong rất nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, thì việc dạy thêm, học thêm thực tế vẫn diễn ra âm thầm dưới nhiều hình thức, có cung thì ắt có cầu. Chính vì vậy, việc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản về việc tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024 đã nhận được sự đồng thuận của chính cán bộ, giáo viên trong ngành. Theo quan điểm của tôi thì cái việc sở và phòng vừa rồi có cái văn bản yêu cầu cấm dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là rất là đúng đắn. Lý do thứ nhất là gây áp lực cho gia đình và xã hội và đặc biệt là gây áp lực cho các con. Bên ngoài việc học trên trường ra các con lại phải học các ca nữa hoặc học bên ngoài nhà trường nữa là rất là vất vả. Và để ngăn chặn cái tình trạng này thì tôi nghĩ là phải có cái phương án để mà quản lý được việc dạy thêm, học thêm. Mà đã là dạy thêm, học thêm thì phải dạy cái chương trình mà không phải ở nhà trường nữa thì mới gọi là thêm. Còn nếu như dạy lại cái kiến thức trên lớp hay là dạy trước cái chương trình đến sẽ là không còn là dạy thêm nữa. Thực hiện văn bản như này các con sẽ có thời gian để được nghỉ ngơi, được tham gia các hoạt động khác. Và giáo viên chúng tôi cũng có thời gian để mà nghỉ ngơi, có thời gian để mà chăm sóc cho gia đình mình nhiều hơn. Chương trình tiểu học chúng tôi đã học 2 buổi trên ngày, đã kín thời gian nên là chúng tôi không có dạy thêm ở nhà trường và cũng không có dạy thêm ở ngoài nhà trường. Để công tác quản lý dạy thêm, học thêm hiệu quả, cần các giải pháp đồng bộ, toàn diện, mang tính vĩ mô từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho việc giảm tải các chương trình học, giảm bớt áp lực thành tích cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cho cả nhà trường. Có như vậy mới giải quyết được tận gốc của vấn đề dạy thêm, học thêm như hiện nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.